Sư sáng nay sư định cắt cái chùa cho sư Minh Tại mà. Sư dạ, yeah, sư định trời. Coi như là sư thông báo trên toàn vậy đấy. Cả trên thế giới là sư cắt một cái chùa mà cắt cắt rồi rồi. Ờ vậy. Sư sư cắt. Con thấy đây là chỗ của sư Minh Tại nè. Vậy hả? Thôi đây bây là giờ hình ảnh đó đó. Đó. Rồi bây giờ nè, sư nói là ông Thích Minh Tuệ trong căn chòi tạm ở huyện Gia Ra, La Rai. Vậy hả? Yeah. Đây nè, con Du Tăng Thích Minh Tánh xin thông báo cho đến coi như là tất cả mọi người, coi như là ông bà cô bác anh chị em trên thế giới, sáng nay sư đã xây cất một cái chùa cho người ta, xây cất bằng cái tay cái chân. Dạ. Yeah. Còn sư xây cất bằng cái đầu. Nó độc lạ vậy đó. Văn phòng quốc tịch Mỹ. Văn phòng quốc tịch Mỹ cam kết giúp người già, người bệnh không cần thi, vẫn được quốc tịch, tù tội, vẫn được quốc tịch Mỹ. Văn phòng quốc tịch Mỹ nằm bên trong chợ Sài Gòn Supermart, điện thoại 714-756-0946. Nó độc lạ Du Tăng Thích Minh Tánh, coi yeah. như là độc lạ, coi như là độc nhất vô nhị có 102. Yeah. Sư xây cất bằng cái đầu mà sư xây một cái chùa cho thầy Minh Tuệ rồi, cái chùa cái chùa là coi như là cái chùa nó cái chùa rất là nhỏ nhưng mà có vỏ. Nói thiệt cho quý vị biết luôn, mà nó nhỏ nhất, nghèo nhất nhưng mà nó đông nhất hết trên thế giới. Yeah. Là mọi người đông nhất trên thế giới. Dạ, thì cũng với hình ảnh này là thì người ta nói là đây là ngôi chùa nghèo nhất Việt Nam hiện tại bây giờ theo cái mặc dù nghèo nhất, nhỏ nhất mà có vỏ mà là đông nhất trên thế giới, đông nhất trên thế giới. Có lý. Đây sư nói cho quý vị, nói có sách mách có chứng là sư xây hồi sáng sư xây là bốn cái cột rất là to lớn. Rồi bốn cái cột rất là to lớn, rồi cột rồi sư xây bốn cái cột rất là to lớn, sáu cái kèo, rồi tám cái xà ngang, 12 cái nẹp, 12 cái nẹp và 37 miếng coi như là 37 cái mái tre và miếng lót, 37 cái mái tre mặc lót. Nhưng mà sư sorry, sư quên làm cái cửa. Là thành cái chùa vô môn tự luôn. Vô môn tự là cái chùa không có cửa nè. Quý vị nghe cho rõ, sư nói không có nói giỡn, nói chơi được. Sư sáng nay sư đã xây rồi cái chùa bốn cột là tức như là tứ diệu đế, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Bốn cái cột đó là nền tảng căn bản của Đức Phật, là coi như là độ cho năm anh em ông Kiều Trần Như mà giải thoát sanh tử, coi như là biến thành tăng đoàn, là coi như là A-la-hán, là đầu tiên trong tăng đoàn đó. Còn sáu cái kèo là lục độ, bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định và trí tuệ, lấy bố thí diệt tham lam, trì giới diệt hủy phạm, nhẫn nhục diệt sân hận, tinh tấn diệt giải đãi, thiền định diệt tán loạn và trí tuệ diệt si mê. Đó là sáu cái kèo. Còn chưa đâu, tám cái xà ngang là bát chánh đạo. Bát chánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đó, còn 12 cái nẹp là thập nhị nhân duyên, là coi như là không thầy, coi như 12 duyên khởi, không thầy tự ngộ, độc cư thuyền thiền định, gương mẫu dưỡng đời, nghĩa là vô minh sanh ra hành, hành sanh ra thức, thức sanh ra danh sắc sanh ra lục nhập sanh ra xúc, xúc sanh ra thọ, thọ sanh ra ái, ái sanh ra thủ, thủ sanh ra hữu, hữu sanh ra sanh ra sanh lão bệnh tử, gọi là thập nhị nhân duyên. Còn 37 cái miếng lót á, 37 cái mái tre với miếng lót, mái chè với miếng lót là 37 phẩm trợ đạo bồ đề, tứ niệm xứ lục độ, tứ niệm xứ tứ chánh cần, tứ như y túc, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo, cộng lại là 37 cái miếng chè, là miếng chè là miếng lót luôn. Còn sư quên làm cái cửa, là tất nhiên là vô môn tự, cái chùa không cửa, cái chùa không có cửa. Quá hay thầy ơi. Thì bởi vậy nên sư đã nói mà sư lập nên một cái chùa người ta xây bằng cái tay cái chân, còn sư xây bằng cái đầu. Sư ở bên Tây mà xây hồi sáng nay. Hay quá. Sư gửi qua bên bây bên, giờ trước mắt là con thấy hình ảnh mà cái chỗ của sư Minh Tuệ nha. Đầu tiên là con thích cái tên của thầy đặt là vô môn tự. Vô môn tự, chùa không có cửa. Không có cửa thì ở đây là con thấy là rõ ràng là đâu có cửa đâu. Nó người ta có cửa then gài cổng. Tao nói là đây là ngôi chùa nghèo nhất Việt Nam. Đó. Nơi không hề có tượng Phật, chẳng có bát nhang, không có hòm công đức, không cửa, không bàn ghế, không một ngọn đèn, nhưng lại ngập tràn ánh sáng của Phật Pháp. Ngôi chùa tuy rất nghèo này nhưng lại đang là sự quan tâm lớn của rất nhiều người vượt qua
mọi này nọ đấy. Tại vì sư Minh Tuệ thiền, bởi vậy sư thêm một chữ nữa là vô môn thiền tử. Vô môn thiền tử nghe quý vị, đó là vô môn thiền tử là sư đặt cái chùa đó. Bởi vì sư nói với Tiến Dũng rồi là sư đặt một cái chùa bằng cái bởi vì sư không muốn nói cho Tiến Dũng biết trước là sư xây bằng cái đầu. Tiến Dũng nói trời ơi xây chùa làm gì vậy, bốn cái cột hồi nãy là bốn cái cột là tứ diệu đế, sáu cái chèo là coi như là lục độ, tám cái sàn ngang là bát chánh đạo, 12 cái nẹp, 12 cái nẹp là thập nhị nhân duyên, 37 cái miếng lót, miếng tre đó là 37 phẩm trợ đạo bồ đề, nhưng mà sư quên làm cái cửa, đã thành ra không có cái cửa. Vô môn tự. Vô môn tự. Đó. Cái này có nghĩa là những ai mà giúp ai mà Minh Tuệ bên đó đó. Đúng rồi. Lấy ý tưởng này đi hay quá. Đúng rồi, phải thông báo nha, đặt cái đó là vô môn thiền tự. Vô môn thiền tự. Coi như là do Du Tăng Thích Minh Tánh xây cất nha. Xây mà xây cất bằng cái đầu chứ không phải là xây cất bằng cái bằng tay bằng chân đâu. Dạ. Đó. Nếu mà cái chùa trong mơ mà thầy nói như vậy thì nó còn đúng theo cái hạnh đầu đà nữa không? No, cái chùa này là cái hạnh đầu đà mà. Ai hạnh học Phật là phải biết tứ diệu đế, lục độ, bát chánh đạo, thập nhị nhân duyên và 37 phẩm trợ đạo bồ đề và cái tánh không. Nếu mà ai không biết không phải là hạnh đầu đà, không biết không phải là tăng. Đó, bất cứ tăng ni nào mà không biết đến cái nhà này á, cái nhà vô môn thiền tự này là không phải là người tăng, là người ni. Đó, vậy đó. Nhất là nơi đây sẽ là đất gọi là đất thánh luôn á thầy. Đúng rồi, thánh, nó gọi là thánh địa. Thánh địa. Thánh địa đó, thánh địa. Ở bên Mỹ mình là ví dụ như đạo Phật thì thường thường cái không biết đạo chúa thôi. Ví dụ như người ta đi Missouri á để mà mấy người bên công giáo đó mô Phật thì nghe nói là ví dụ như người ta là đạo Thiên Chúa thì một năm như vậy ít nhất người ta phải không phải trong cuộc đời người ta ít nhất phải đi gọi là những cái hành hương đó một lần. Dạ. Thì ở bên hoặc là ở bên Las Vegas cũng vậy luôn, là bất kỳ giáo dân nào trong đời họ phải đi một lần, mà nếu như chọn nơi đây đúng rồi sau này là chỗ thánh địa đi cho người ta đi hành hương mà cái hay là du lịch. Cái hay là thầy nói hồi nãy đó là ở đây là xứ Charlie gì Charlie là cái chỗ Kum Tum và Pleiku. Gia Lai đó là cái chỗ mà đất thần kinh thần kinh hồi biết bao nhiêu, nói thiệt nha, xin lỗi nha, chiến tranh ngay mà. Cái chỗ này chiến tranh từ ngàn xưa tới nay biết bao nhiêu người đã chết. Coi như là xương chất thành núi, máu chảy thành sông ngay chỗ này đó. Nói thẳng luôn. Bởi vì nên sư Minh Tuệ đến á, là chư hương linh được hưởng cái phước. Đúng. Được bởi vì sư chắp tay cầu nguyện á, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nhờ sư Minh Tuệ mà chư hương linh mười phương pháp giới được quy về đó mà tu luôn. Hay. Đó. Hay. Tất cả cho chư hương linh á, cô hồn quạnh hồn, cô hồn âm hồn quạnh hồn vậy đó, rồi tụ về đó nghe lời sư Minh Tánh. Nghe tụ về đi mấy ông mấy bà, mấy ông cố nội bà cố ngoại nghe lời sư để tụ về sư Minh Tuệ. Vậy đó. Đó thì lâu dài như thế nào mình chưa biết, nhưng mà trước mắt là mình thấy là những người dân ở địa phương này con đã thấy hình ảnh rồi, đã có cái âm hưởng liền, đã có cái đức liền. Người ta những cái phái đoàn người ta đi làm từ thiện đó, người ta đã tặng cho những gia đình nghèo để thể là vậy. Thì một trong những gọi là tiếng thơm của sư Minh Tuệ, đúng rồi, họ được hưởng cái thị trấn cái chỗ Gia Lai này, cái khỉ ho cò gáy đâu có ai biết đâu. Đúng rồi. Bây giờ người ta biết rõ hết. Wow. Trên thế giới người ta biết luôn. Gia Lai là nhớ đến Gia Lai là biết sư Minh Tuệ liền. Thấy chưa, làm coi như là nổi bật cái thánh địa này lên luôn. Là cái dùng cao nguyên đất đỏ, trời lành với sương mù. Trời lạnh với sương mù quý vị ơi. Wow, nếu vậy thì đối với gia đình của sư Minh Tuệ cũng rất là hãnh diện cho điều đó thầy ha. Đúng rồi, trời ơi, bởi vì nên là cha gia đình sư Minh Tuệ nè, ba má sư Minh Tuệ nè, cùng toàn dân mà nghe được là mừng liền. Nghe sư Minh Tánh là coi như là dập đầu gửi đến quê hương. Có thì xem một clip khác nữa, một cái nghệ nhân họ đã đến gia đình của ba mẹ sư Minh Tuệ nè, họ đã tặng cái tượng, đây là cũng trên mạng thôi, họ đưa lên như thế này nè, thì con đã nhìn thấy cái tượng này rồi. Wow. Cái tượng của sư Minh Tuệ và đây là tác giả họ làm thầy. Hay quá, rất giống thầy ha. Quý vị,
cái này chân thôi nha, chứ chưa có thần nha quý vị. Chân thôi nha. Ví dụ như thầy nhìn thấy xung quanh cái trong cái background đó thì nhiều cái hình của sư Minh Tử người ta vẽ nè. Đúng rồi. Thành ra là wow, thầy nói hay quá ta. Vô môn tự. Thấy không? Dạ. Vô môn thiền tự. Vô môn thiền tự. Tại vì sư thêm tự nhiên sư thoát thêm tại vì ngài tu thiền. Tu thiền. Đó thì vô môn thiền tự. Đó, vô cái chùa mà không có cửa. Vậy đó không có cửa đâu quý vị ơi. Vậy đó mà sư quên làm cái cửa. Dạ. Vậy nên đó, đó sư làm cái gì cái cột kèo ấy, cột kèo xà ngang nẹp gì đó, đó là ngói mái gì mà sư làm á. Có phải là tại vì tới cái đoạn đó rồi tới sáng là thầy giật mình nữa kìa không? Thầy mất cái giấc mơ á, thành ra không, là không, trời ơi sư nói thiệt nha, suy nghĩ cũng sói tán hết trơn nha, mà may là không có tóc á. Nếu mà có tóc là bị sói luôn rồi. Vậy là mình suy nghĩ làm sao mà xây cái chùa cho sư Minh Tẩy đó. Mình vẽ, mình có blueprint, blueprint nghĩa là cặp lăng gì đó, cặp lăng á. Tiếng Pháp coi như là tiếng Anh nó gọi là blueprint, là cái bản vẽ đó. Sư vẽ trong đầu rồi sư coi như là sư xây cất luôn. Xây, bởi vì sư nói rồi, sư xây cất bằng cái đầu. Người ta xây cất bằng cái tay chân. Đó thì có phước, đó họ là coi như là phước báo đó, là họ giúp sư Minh Tuệ để xây cái cốc cái đó cho sư Minh Tuệ. Điều đó thành sự thật thì còn gì bằng nữa, tại vì hiện tại bây giờ là sư Minh Tuệ cũng là đang gọi là cư trú trong cái gọi là miếng đất đó là của cha mẹ của sư Minh Tuệ. Còn gì bằng xin quý vị từ bi hoan nghỉ là đặt cái tên là vô môn thiền tự nha quý vị. Vô môn thiền tự là cái chỗ thiền, cái chỗ cái cốc này, cái chùa này nó không có cửa. Tuyệt đối là không có cửa, không bao giờ đóng, không bao giờ có cửa mà để đóng lên. Thì hiện tại bây giờ đó con được biết là những người mà đến gặp sư Minh Tuệ đó thì dĩ nhiên còn mới quá mà, thì người ta cũng không được thoải mái trong giai đoạn này. Điều đó bắt buộc rồi. Tại vì phía ngoài thì cũng còn gọi là bao nhiêu người công an hay là này nọ, thì người ta làm cái việc của người ta. Chắc chắn rồi. Tuy nhiên thì vẫn có những hình ảnh mà mình thấy rằng có những người người ta đi đến đây luôn, không ngờ là cái chỗ nhỏ xíu này thầy đã tiếp nhận gọi là giống như Phật tử họ đến rồi đó. Đó có nhiều hình ảnh lắm, lại cúng dường đó. Đúng rồi. Dạ mấy người này là thiệt là phước báo á. Phước báo. Mà họ đâu ở gần đâu thầy, họ ở xa đó thầy. Mà sao có họ cũng lặn lội tới. Thành ra hồi nãy thầy nói tới cái chuyện á, sau này thí dụ nha, ở đây trở thành đất thánh nè. Rồi thấy là nào là hotel nè ha. Đúng rồi, thành phố khác. Chỗ này lên liền. Rồi chưa lâu thành phố này sẽ coi như là nó trở thành một cái thành phố du lịch luôn. Là coi như là xây cất lên, coi như là xây cất lên làm cho Gia Lai hả? Gia Lai này đó, là coi như là một cái thành phố hùng mạnh mà cả nước Việt Nam đều đến hành hương chiêm bái. Con nghĩ là sau khi mà thầy đưa ra ý tưởng này đó, thế nào rồi thì Phật tử họ cũng gọi thầy. Thì gọi số phone của thầy là 408-960-4903, 408-960-4903, với một số nữa là 714-714-948-948-3335. Thầy biết tại sao là con nghĩ tới chuyện Phật tử sẽ gọi thầy không? Tại vì sẽ xin cái ý tưởng của thầy và họ sẽ đi về Việt Nam liền hay là trong thời gian rất gần. Tại vì họ thấy cái khả năng đó rất là cao. Thay vì bây giờ hôm trước ấy, mình nghĩ rằng là có thể là sư Minh Tuệ sẽ một ngôi chùa nào đó ở ngoài Nha Trang, ở ngoài Huế. Đúng rồi, họ sẽ xây dựng một thì cái đó nó còn xa vời quá. Đúng rồi, cái Đại Hùng Bửu Điện á. Người ta quá. Sẽ xây lên, cho chư tăng là xây lên một cái coi như là cái vô môn thiền tử. Nhưng mà đặc biệt nha, quý vị mà xây cái cửa là chặt. Không có khay cửa nẻo vậy chân, ai muốn vô ai muốn ra đó. Quý vị làm gì làm, nhưng mà phải giữ cái gốc về cái bản gốc vậy đó. Vô môn thiền tử mà quý vị để cái cửa vô là đâu còn thành vô môn nữa. Đó, cái cửa này là cửa trời mà đó. Vậy đó. Không biết thì quý vị như thế nào, nếu như quý vị cảm thấy là ý tưởng của Vua Tăng Thích Minh Tánh là hay thì xin cho số 1.
Ở thứ khác thì quý vị để số 2. Đúng rồi, thì tùy quý vị. Tùy quý vị đó. Rồi đó, đó, vậy sư cũng muốn xây một cái chùa cho sư Minh Tuệ. Nhưng mà sư Minh Tuệ đâu có chịu đâu. Vậy hồi xóm mà khi mà thầy nói thầy đòi xây cái chùa cho sư Minh Tuệ đó, nó chờ làm gì tới phiên thầy ở bên Việt Nam. Đúng chỉ cần, rồi. Chỉ cần là thầy cần chỗ ở thôi. Đúng chỉ cần rồi. Cái câu đó thôi là tự nhiên bao nhiêu Phật tử người ta người ta lo liền. Nhưng mà cái chùa của sư nó độc nhất vô nhị, coi như là unbelievable, có 102 trên trên cõi đời này. Đó đó, mà con thấy nói vui cái là những hình ảnh gần đây nhất thì mình thấy là sư Minh Tuệ đã đi gọi là khất thực đó, mặc dù ở trong khuôn khổ, ở trong cái làng của thầy ở thôi, nhưng mà vẫn là đi khất thực. Chứ không phải là phải ngồi một chỗ ở phía bên trong mà cái liều này đó. Dạ. Mà thầy đi ra ngoài. Mà Tiến Dũng ơi, sư lo một cái, sư lo một cái đó là như vậy nè. Nếu mà sư Minh Tuệ đó, sư Minh Tuệ mà đi về phía Nam đó, mà vào Sài Gòn đó, là sư thấy là bão luôn, chứ không phải nổi sóng nữa, mà bão luôn đó. Mà bảo luôn á, có trù vô là lúc đó mà coi như là làm sao mà ngăn ngừa được, hay là đó cái đó là một cái sự kiện mà coi như là, nhưng mà theo như khủng khiếp đó, thì bởi hạnh đầu đà đó thầy, thì được biết là cái chuyện là thứ nhất là đi bộ và xin ăn á, khất thực là trong nhà dân, miễn là trong khu vực đó thôi, chứ đâu có nhất thiết là phải đi từ Nam chí Bắc, đúng không thầy? Hạnh đầu đà đó. Hạnh đầu đà, thật sự ra hạnh đầu đà là tùy duyên. Khi nào á, tại ngài Maha Kajip á là chuyên độ, ngài Maha Kajip là chuyên độ người nghèo, còn ngài Tu Bồ Đề là chuyên độ người giàu. Người giàu đó, nhưng mà Phật dạy là nghèo giàu gì cũng độ hết. Nhưng mà cái hạnh nguyện của mỗi người là như vậy đó, là tại vì hồi xưa sư cũng độ mấy người mà ở Phước Lộc Thọ đó, mà đấy, mấy bà tiệm vàng đó, mấy người đài truyền hình đến là thầy, tại sao thầy không cho những người nghèo ở Việt Nam mà thầy độ những người giàu, thầy cho những người giàu ở đây, thầy có mưu đồ như vậy? Hỏi vậy đó. Cái thầy nói là con nói thật cho thầy, không muốn nói tên nha. Nói con đừng nói vậy, con biết một mà không biết mười. Thế nào mình cho một ngàn người nghèo ăn đi ngay bây giờ. Ngay bây giờ 1.000 người ăn, đó là mình cho nó ăn một tháng luôn, tháng sau nó vẫn đói lại như thường. Còn mình giúp mấy người giàu này đó, mấy bà tiệm vàng này, mấy người giàu này á, nó thí dụ xin lỗi nghe, nó keo kiệt kìa đó, rồi mình giúp đỡ. Khi mà mấy người giàu này mà mở đại bi tâm, mà biết được Phật pháp, mở đại bi tâm ra giúp người giúp đời, thì nó giúp hàng vạn người khác nữa. Bởi vì tùy theo cái duyên đó, nghèo giàu gì mình cũng độ hết. Chứ không phải là mình đợi độ cho, nhưng mà độ cho người giàu á, người giàu nó hiểu được á, thì nó độ biết bao nhiêu người nghèo khác. Quý vị có hiểu được không? Bởi vậy nên Phật dạy là nghèo giàu điều độ hết. Thí dụ tùy duyên đó, tùy duyên bất biến, bất biến cũng tùy duyên. Khi nào mà mình đi tới đâu thì cái nhân duyên và cái nhân quả, cái nhân duyên gặp ai thì độ người đó, vậy đó, gặp ai là xin người đó, đó là như vậy đó. Đó là cái như là khất thực là như vậy. Dạ. Trời ơi, con thấy người ta để một quá trời trong đây luôn nè. Ồ vậy hả? Vô môn thiền tử, bốn chữ nha quý vị, vô môn thiền tử đó. Là bốn chữ đó, là cái chùa của sư Minh Tuệ này không có cửa, mà ai mà làm cửa đó là sai. Sư nói thẳng nha, không có cửa. Cái tự nhiên cái trong đầu lại nghĩ cái tiếng Việt của mình đó. Không có cửa thì biết cái chữ không có cửa không? Không có cửa là khỏi tới luôn. mà thiệt đó, là tại vì người có đức mới tới được cái chỗ chùa này là vô hình không tướng. Vô hình không tướng mà cái người có đức mới đến cái chùa này được, chứ đâu có phải chơi đâu. Vậy đó, bởi vậy nên đâu phải là thường đó, bởi vậy nên á mà rồi. Bây giờ Tiến Dũng có câu hỏi gì nữa không, hay là mọi người nói là cái hạnh đầu đà như vậy thì hôm nay trong cái hoàn cảnh mới á, thì sư Minh Tuệ đã về gọi là ẩn tu, hay là về tiếp tục cái vấn đề tu của ngài ở tại cái liều tạm, như nói là đây là cái phần đất mà thuộc về gia đình. Thì cái người đó là
đi tu mà hạnh đầu đà thì là không được về gia đình, thì điều đó nó như thế nào ạ? Nó có bị gọi là không được trong cái hoàn cảnh này không, hay là hạnh đầu đà nó dẫn theo cái tùy theo cái hoàn cảnh? Thật sự mà như vậy là không đúng với cái sở nguyện của thần tăng Thích Minh Tuệ, không đúng với cái sở nguyện của ngài. Nhưng mà cái gì cũng vậy, túng thế phải tùng quyền. Túng thế là phải tùng quyền, coi như là nhập gia tùy tục. Đó là túng thế là phải tùng quyền à. Bởi vì ngài phải chấp nhận như vậy thôi. Nhưng mà các sư từ khắp các nơi đã kéo về tới rồi. Kéo về tới càng... Các sư luôn á thầy? Ừ, các sư. Bây giờ có bây giờ hiện nay là có ba sư rồi. Ba sư gần với sư Minh Tuệ rồi. Ba sư rồi bây giờ từ từ người ta kéo đến nữa, các sư từ thập phương tám hướng bây giờ kéo tới. Kéo tới là bây giờ một ngày nào đó nó sẽ đông cứng, nó sẽ còn đông hơn kỳ trước nữa. Mà vô thì này cái chỗ giải quyết như thế nào, đơn giản nhưng mà đông người kìa. Thì bởi vậy đó, đúng cái chùa nhỏ nhưng mà có võ, nhỏ nhất đó, nghèo nhất nhưng mà đông nhất mạnh nhất mạnh nhất đó. Vậy đó, cái chùa này cái gì cũng nhất hết trơn á. Đó vậy đó. Có điều nếu mà để ý kỹ á, trên những cái văn tự chữ nghĩa người ta ghi đó thầy, thì người ta vẫn ghi là ông giống như là ông này ông kia đó, ông anh Tú, lên anh Tú rồi, và người ta không có gọi giống như là ông sư bình thường. Hay là tại vì văn chương nó họ hay viết như vậy à? Không, cái đó là cái đó là tại vì thật sự ra người ta không có công nhận ấy, nên người ta không có kêu. Có công nhận người ta mới kêu, tại vì cái giáo hội Phật giáo Việt Nam hồi trước không chưa công nhận rồi, không chịu công nhận. Mà tại sao không có kêu? Con nhớ là thầy vậy đó, phải công nhận là đã đi vô chùa quy y rồi, con có nhớ nhưng chi tiết mà đó. Giáo hội Việt Nam không công nhận, nhưng mà toàn thế giới đều công nhận. Vậy đó, toàn thế giới đều công nhận rồi. Ngài không cần ai nhận hết, nhưng mà trong lòng mọi người đã nhận hết rồi. Trong lòng mọi người. Nhưng mà trên mặt giấy tờ đó là thì họ không công nhận. Thầy nói vậy con mới nhớ nha. Thứ nhất là những người mà trong cái giới showbiz đó thầy, giới về nghệ sĩ đó. Có người thì không biết tên tuổi luôn, nhưng mà mình cũng tránh đặt tên, nói tên cụ thể. Để thể là người đó thí dụ như họ là nghệ sĩ ưu tú. Nghệ sĩ ưu tú. Hoặc là nghệ sĩ nhân dân á. Thậm chí là người ta đã nằm trong lòng của quần chúng rồi, tuy nhiên thì có người ta không có muốn. Lý do là tại vì làm như vậy là phải nộp đơn vô thì mới được, chứ còn ví dụ như thầy muốn apply cho cái gì đó thì phải nộp đơn vô, và có người đó thì có nhầm người ta không apply vô, nhưng ta nói là tại vì cái tên tuổi người ta đã nằm ở trong quần chúng rồi. Thì cái giống như trở lại cái câu chuyện của Sư Minh Tuệ nè, cho dù bây giờ là cứ gọi ông lên Tú rồi cho 10 lần, 100 lần nữa, 1000 lần nữa đi, thì trong lòng dân họ cũng nghĩ là thần tăng Thích Minh Tuệ, họ kêu đó thần Thích Minh Tuệ chứ không phải. Nhưng mà có quyền, tại vì người ta không chấp nhận thì người ta muốn gọi sao gọi, cái đó là tùy. Con cũng bất ngờ ở chỗ là đã có những hình ảnh nhiều người người ta vô cái ngôi chùa này đó, ở đâu cái liều này đó, cái liều này nhiều. Đúng ra đó, đúng ra ngài là một người tu quý vị ơi. Ngài tại vì ngài đầu tiên ngài là đã xuất gia mà. Ngài đã xuất gia mặc y áo mà, ngài là một người tu đó quý vị. Tại sao không chấp nhận, tại sao không mở lòng để coi như là đón nhận một thánh tăng, một thần tăng? Tại sao quý vị không đó mở lòng? Quý vị thấy Chúa không? Chúa mở cái tay ra để đón nhận đó, coi như là thí dụ Phật A Di Đà nè, đưa tay ra đón nhận đó, Phật Bà Quan Âm đưa tay ra đón nhận hết. Tại sao quý vị không đón nhận là sao? Chắc có nghĩa một ngày nào đó rồi từ từ người ta sẽ điều chỉnh lại cho nó hợp lý hơn. Đúng hơn so với cái dư luận ở ngoài. Tới lúc mà quý vị mà chấp nhận đó thì muộn rồi, là ngài đã đi rồi. Con thấy cái khu đất này á thầy, cũng lớn quá trời chứ thầy ha, thành ra đi bộ là cũng tha hồ mà đi bộ luôn. Đúng. Rồi những cái nơi đây bây giờ mình chưa thấy nhà cửa ha, tự nhiên hồi nãy thầy nói ý tưởng đó con. Đúng rồi, sau này họ xây cất, họ đầu tư xây cất, coi như là
build up thành phố. Bây giờ nãy vô đó, hồi nãy có khán giả đó nói là bây giờ là cơ hội để mà giống như đầu tư đó. Đầu tư đó, đúng rồi, bắt đầu đất nó lên liền, giá rồi nó lên liền. Dạ. Cái bất động sản nó bắt đầu lên liền. Cái được gọi là được hưởng phước lớn nhất là dân địa phương, tại vì nếu đúng mà rồi. Dân địa phương đó mà người ta mở được cái du lịch người ta về đó. Ví dụ như ở Việt Nam là thời con ở hồi đó là chỗ mà Châu Đốc đó thôi, là đi với bà đó. Ờ phía bà trời ơi rần dân người ta khắp nơi đó thầy. Lớn lắm hồi đó, đúng rồi, còn ở thì nó là như vậy. Thì biết đâu tự nhiên rồi tới năm nay thì có hiện tượng của Sư Minh Tuệ rồi sau vài năm nữa thì đây sẽ là một nơi dừng chân không những trong nước đâu mà quốc về cũng vậy nữa, cũng sẽ là nơi gọi là dừng chân nữa đó nha. Mà nhất là nó gắn liền với lịch sử, nó hay quá, hồi nãy thầy kể á. Đúng rồi, cái lịch sử á. Đúng rồi, cái lịch sử mà cái nói lại một lần nữa là Pleiku nè, Kum Tum nè, Pleiku với đồi Charlie là cái chỗ đó là thánh địa, cái chỗ là coi như là cái chỗ mà chiến địa. Chiến địa thánh địa luôn. Chiến địa, vừa chiến địa vừa thánh địa, mà những chư hương linh coi như là mười phương đó, đó là cũng như là chư hương linh mà cô hồn, quạnh hồn, âm hồn được nhờ cái ân đức của coi như là thần tăng Thích Minh Tuệ về đây vậy đó, họ được cái nhờ cái và cái âm hưởng đó mà họ được coi như là nương nhờ cái công đức đó mà họ được siêu sanh tịnh độ và giảng sanh Cực Lạc Quốc vậy đó. Bởi vì cái chỗ nơi nào mà nơi nào là thần nhân, nơi nào là thánh nhân, nơi nào là coi như là có một vị Phật ra đời thì nơi đó trời ơi phước báo vô lượng vô biên luôn vậy đó. Vậy đó, cũng như cái thánh địa mà cái thánh địa ở sông Dàm Nao gì đó, cái thánh địa Đức Ông đó, cái chỗ đó nó phồn thịnh vô cùng, cái chỗ đó là của Đức Quỳnh Giáo Chủ, tuy là hữu ảnh vô hình chở dân lòng tưởng sân trình đảo lai vậy đó. Rồi mấy cái chỗ của ngài coi như là Minh Đăng Quang Bồ Tát, Ma Ha Tát, Tát Đại Chứng Minh là mấy cái chỗ của Minh Đăng Quang Bồ Tát đó, là coi như là cái chỗ thánh địa Hà Tiên đồ này kia, Vĩnh Long đồ, mấy cái chỗ đó đó là coi như là đó là thánh địa rồi, nó không còn là cái là đi vào lịch sử rồi. Có nghĩa khả năng rất là cao, bởi vì giống như Việt Nam là gì? Nhà nước quản lý mà đất đai, đất là dân làm chủ, nhà nước quản lý, thành ra là có thể họ sẽ làm những kế hoạch. Đúng, nhưng mà ý dân là ý trời, không có làm được đó. Phép vua thua lễ làng, phép vua thua lễ làng. Cái vậy đó, bởi vậy nên ý dân là ý trời, được lòng dân thì làm vua, quý vị ơi. Đó, làm cái gì cũng phải là phải vì dân đó, vì dân mới được. Bây giờ trong đây á, là có khán giả nói là đất ở Gia Lai sẽ lên giá đó. Đúng rồi, là lên giá đó bây giờ. Rồi, mừng thôi, ai ở làm đúng được rồi, này là đó. Lên giá đó bây giờ. Quý vị sẽ đầu tư những hãng xưởng nó đưa về đó. Vấn đề du lịch thôi. Cái này là về du lịch mà du lịch. Nói về du lịch thì biết bao nhiêu. Bây giờ ví dụ như con đi hồi đó con đi về núi Sam Châu Đốc á. Nó có nhiều ví dụ lắm nè. Hotel nè, đủ thứ hết trơn. Rồi nhà hàng nè, hotel nhà hàng nó mọc lên. Mà nó mọc ngay kế bên nhà Sư Minh Tuệ, ý kế bên chùa coi như là Vô Môn Thiền Tự nữa là chết luôn. Trời ơi. Tại vì không còn gì bằng nữa ha. Bây giờ là cái tiếng gọi là lẫy lừng của Sư Minh Tuệ nó đã vang ra khỏi Việt Nam quá xa rồi. Dạ, quá xa rồi. Xung quanh Việt Nam là những nước Á Châu mà Á Châu thường thường là người ta theo đạo Phật rất là nhiều nữa. Dạ. Dạ. Nỗi mà Trung Quốc mà tràn qua thôi. Đạo Phật bên Trung Quốc mình người ta đi viếng thôi là quá sướng luôn á. Dạ. Nó chi tới gì kiểu Mỹ, gì kiểu Canada, gì kiểu Úc Châu sau này về đầy hết trơn á. Dạ. Dạ. Cái chỗ này sau này là linh thiêng lắm. Cái chỗ vùng đất nè. Gì ai đã qua ai đã qua vùng miền đông đất đỏ gì không biết nữa. Lâu quá đó luôn hả thầy, hả là đó luôn. Đó là vùng miền đông đất đỏ đó rồi. Người ở lại Charlie rồi con nhớ bà đó gì đó mà lâu quá rồi không biết còn nhớ nữa. Con cũng nghe thôi, nghe vậy thôi, nghe mang máng gì thôi chứ. Người ở lại Charlie. Dạ. Thì anh không chết đâu anh, hình như nó là vậy. Người anh hùng gì đó, người anh hùng mũ xanh hay mũ đỏ gì đó. Thì đại thể là nó đã vào lịch sử rồi. Cái câu chuyện này mình nói ra thì chắc chắn sẽ gợi lại nhiều người biết lắm.
Dạ đúng rồi. Còn giờ đùng cái nhìn cho hình này, thầy không nói là đây ở chỗ mà Charlie hồi xưa đó thì con cũng chẳng biết đâu. Vậy hả? Bởi vì xin nhớ là người ta nói là xin nhớ, nhớ nhớ gì thôi. Tại vì trong cái tiềm thức á, mình nhớ nhớ hồi còn nhỏ vậy thôi. Vậy đó, cái này cũng là mảnh đất coi như là quê hương vậy. Mình nhớ vậy thôi. Với hơn nữa đó, cái bây giờ cái tình trạng như vậy đó, bây giờ Dũng biết phải là giải quyết có cái giải pháp nào không? Đây nè, sư sẽ hôm nay đó con Du Tăng Thích Minh Tánh sẽ có một cái giải pháp đặc biệt, không có để mà không có để cho mà coi như là lần thứ hai nữa. Tại vì coi như là mình bị cái này là no mistake and no excuse, nghĩa là không bao giờ phạm sai lầm nữa, là chỉ có một lần thôi là sư Minh Tuệ ở qua cầu Hiền Lương rồi tới Huế, cái đó là cũng giống như big mistake vậy thôi. Còn bây giờ là khác rồi, bây giờ là cái sư Du Tăng Thích Minh Tánh xin gửi cho tôi, cho tất cả đồng bào đó, ông bà cô bác anh chị em, một cái giải pháp coi như là vẹn toàn, coi như là vẹn toàn tất cả, mà vừa nhà nước, chính phủ nè, vừa dân nè, tăng đoàn nè, tất cả mọi người đều coi như là an vui và hạnh phúc. Vậy đó, rồi, bởi rồi. Vậy là cái đầu Xuân Minh Tánh khủng khiếp lắm.